Xin chào mừng các thầy cô giáo đến với chương trình tập huấn Be Internet Awesome, em an toàn hơn cùng Google. Tôi là Hoàng Anh, chuyên gia đào tạo chương trình. Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng các thầy cô giáo trong nội dung Dùng Internet can đảm. Chủ đề Dùng Internet can đảm với thông điệp chính là khi nghi ngờ đừng ngại lên tiếng. Mục tiêu của phần học này sẽ giúp các em học sinh hiểu được rằng khi em cảm thấy có điều gì đáng ngờ, hãy lên tiếng, bởi luôn có một người lớn mà em tin tưởng có thể hỗ trợ em. Xác định được thế nào là người lớn mà em tin tưởng và tập trò chuyện cởi mở với những người đó. Đầu tiên, xin mời thầy cô giáo sẽ cùng suy nghĩ về câu hỏi sau. Khi nói đến sự can đảm, thầy cô giáo nghĩ đến ai? Điều gì khiến thầy cô nghĩ họ là người can đảm? Hoặc thầy cô hãy liệt kê những hành động được gọi là can đảm. Khi nghĩ đến một người can đảm, thầy cô có nghĩ đến các nhân vật người hùng trong các bộ phim không? Trong cuộc sống hàng ngày, những người hùng đó có thể là bất kỳ ai. Đó là những người cứu, giúp người khác, đứng lên bảo vệ người khác những lúc khó khăn. Những hành động can đảm có thể là cứu người khác bị thương, đứng lên bảo vệ một người bị bắt nạt, đối xử tốt hoặc giúp đỡ một người bị tổn thương về cảm xúc, báo cáo một sự việc tiêu cực, khó chịu, hành vi sai trái của người khác. Tóm lại, can đảm là dám chấp nhận rủi ro để giúp đỡ người khác, bất kể đó là việc nhỏ hay việc lớn. Ở trên mạng cũng như trong cuộc sống ngoài đời, chúng ta đều cần phải cân nhắc việc chấp nhận rủi ro để bảo vệ người khác khỏi bị tổn thương về cảm xúc, tinh thần hay cơ thể. Chúng ta ai cũng có thể chọn hành động can đảm theo nhiều cách, tùy thuộc vào khả năng của mình. Thêm nữa, biết tìm kiếm sự trợ giúp cho bản thân hoặc cho người khác cũng là một hành động can đảm. Dùng Internet can đảm, khi nghi ngờ đừng ngại lên tiếng sẽ mang đến những thông điệp sau. Thứ nhất, em hãy tâm sự với người lớn mà em tin tưởng. Các em học sinh chính là những nhà thám hiểm Internet can đảm. Vì khi bạn của nhà thám hiểm cần, nhà thám hiểm không ngần ngại giúp đỡ. Và ngược lại, khi cần giúp đỡ, nhà thám hiểm cũng nhờ bạn mình giúp một tay. Để nhờ sự giúp đỡ thì các em rất cần có một danh sách người lớn mà các em tin tưởng. Điều này sẽ rất hữu ích. Thứ hai, đừng chần chừ khi báo cáo hay chặn các nội dung không phù hợp. Các em có thể sẽ bắt gặp những nội dung, video, hình ảnh khiến các em cảm thấy khó chịu ở trên mạng và ở ngoài đời. Khi gặp nội dung nào khiến các em cảm thấy không thoải mái, như sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, hãy tắt những nội dung đó, từ chối xem tiếp, dừng lại ngay lập tức. Bên cạnh đó, em hãy luôn báo lại các nội dung đó cho người lớn mà em tin tưởng, để người đó có thể bảo vệ em và những người bạn khác. Khi báo cho người lớn biết, em hãy cố gắng nói rõ ràng. Trong tình huống nếu có học sinh đã hoặc đang gặp phải nội dung hoặc tin nhắn gây khó chịu trên mạng và nói riêng cho các thầy cô giáo biết, thì thầy cô hãy ghi nhớ và thực hiện các bước sau. Đầu tiên, hãy cảm ơn em học sinh đó vì đã kể cho mình nghe và trấn an rằng em đã làm một việc rất đúng khi nói với thầy cô. Tiếp theo, hãy lắng nghe câu chuyện của trẻ và tin tưởng những gì trẻ nói. Nếu được, thầy cô có thể nhẹ nhàng hỏi thêm chi tiết nhưng đừng thúc ép. Vì trong tình huống này, thầy cô cần phải lắng nghe chứ không điều tra. Nếu học sinh đó cho biết là nội dung đó do một người lớn chia sẻ hoặc có liên quan tới một người lớn không phù hợp, thì hãy báo lại những gì thầy cô nghe được cho ban giám hiệu nhà trường và sự giúp đỡ của nhân viên tâm lý học đường. Do tính chất nhạy cảm của thông tin này, cũng như ưu tiên hàng đầu là bảo vệ em học sinh đó. Đảm bảo rằng ban giám hiệu nhà trường sẽ giải quyết vấn đề triệt để. Thứ ba, nếu có thể, thầy cô hãy hướng dẫn trẻ em biết lấy bằng chứng như chụp màn hình, lưu lại email, tin nhắn trước khi chặn kẻ gây rối hay kẻ bắt nạt. Thứ tư, khi trẻ nhận thấy có điều gì bất thường, hãy lên tiếng. Mọi người có thể mâu thuẫn với nhau trên mạng vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức bằng cách cư xử tử tế với người khác, hoặc đơn giản là không tham gia vào những cuộc bắt nạt, nói xấu hay các hành vi ác ý trên mạng. Đôi khi, mâu thuẫn xuất phát từ vấn đề xảy ra ở trường. Đôi khi, nguyên nhân lại là người ta nói hoặc làm chuyện gì đó có ác ý. Thứ năm, khi gặp hành vi ác ý trên mạng, các em cần phải ứng phó một cách phù hợp. Em có thể cảm thấy một số cảm xúc như giận dữ, tức tối, buồn bã, khó chịu. Nếu có người nói hoặc làm chuyện ác ý với các em trên mạng, cảm xúc đó là rất bình thường. Nhưng nếu em tìm cách trả đũa bằng một hành vi ác ý khác, thì các em có thể gây ra mâu thuẫn hoặc khiến vấn đề xảy ra trở nên tồi tệ hơn ở trên mạng hoặc ở ngoài đời. Bởi vậy, em hãy suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra khi tìm cách trả đũa một người nào đó. Các em nên dành thời gian để lấy lại bình tĩnh, rồi đáp lại bằng cách khác
như lờ đi, đề nghị người kia dừng lại một cách dứt khoát và mạnh mẽ, chặn hoặc xóa người đó khỏi danh sách liên hệ, xóa tin nhắn, báo cáo với người lớn, báo cáo với nhà cung cấp dịch vụ. Làm như vậy, các em sẽ tránh được mâu thuẫn. Nếu có người liên tục cư xử ác ý với các em và các em không biết làm thế nào để người đó dừng lại, hãy nhờ người lớn giúp đỡ. Với bài học dùng Internet can đảm, khi nghi ngờ đừng ngại lên tiếng, chúng ta sẽ hướng dẫn các em trải nghiệm trò chơi Vương quốc tử tế trong Vương quốc Interland. Các em sẽ được luyện tập đưa ra quyết định khi nào nên chia sẻ thông tin, khi nào không, và chia sẻ với ai là đúng đắn và an toàn cho các em nhất trong các tình huống cụ thể của trò chơi. Cuối cùng, các em sẽ trả lời các câu hỏi để củng cố lại các phần nội dung đã học. Tóm lại, với chủ đề can đảm khi nghi ngờ đừng ngại lên tiếng, học sinh cần nắm được rằng: thứ nhất, lên tiếng khi nhận thấy hành vi không phù hợp. Thứ hai, dừng lại, ngừng kết nối khi gặp những trường hợp khiến các em cảm thấy không ổn. Thứ ba, báo cáo khi chứng kiến những người khác bị bắt nạt trực tuyến. Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã lắng nghe chủ đề cuối cùng trong 5 chủ đề của chương trình. Hy vọng thông qua các video này sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các thầy cô trong quá trình triển khai giảng dạy chương trình cho các em học sinh.